Hello, xin chào ông bà cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột. Anh chào mấy anh em. Chào cả nhà. Chuẩn bị lên, chuẩn bị lên đường nữa cả nhà ơi. Chuyến này anh em sẽ không đi bắt cá nhỏ đâu mà anh em sẽ đi về chỗ bắt cá bự mỗi năm nha cả nhà. Đi bắt cá khủng nha. Lâu lắm rồi, lây quay quay cũng cả năm rồi. Anh em mới chở gì đó đây. Cấp này chuẩn bị sức khoát lên đường. Không có đi giỏ nữa mà bữa nay đi xe cả nhà ơi. Giỏ đã dành đi chỗ khác đi. Đi xe tranh thủ đi 2 ngày về cả nhà ơi. Chuyến này cũng có ở Bình Dương có anh Tiến rồi anh Mở về nữa, với anh Thanh nữa. Ở nhà đi. Ở nhà thiệt. Chuyến này bỏ anh ba ở nhà. Còn không đủ xe đi cả nhà ơi. Không đủ xe rồi. Thôi xuống chào cả nhà cái đi rồi hẹn cả nhà gặp lại mấy clip sau đây. Đi dọc đường mua lại mấy cái thùng nha. Thùng gì? Ngay cái thùng ấy là có phao trời. Thùng 1 lít anh. Không có sao được. Gần tới bển đi. Chào cả nhà. Chuyến này bỏ anh ba nhà cả nhà ơi. Cái nói thiệt chứ bộ. Rồi chuẩn bị gạn lên đây. Lấy cái cây gạn lên cái lên đường. Đem cái thùng này qua bển để đừng mình về mình coi mình có cá không á, cả nhà mình chở cá về. Không biết sao đây, ngang lâu lắm rồi không có về bển, không biết cá mắm bển như thế nào á. Rồi lấy dây này mà băng cái trước đi, băng cái giang nãy gì đó. Hơi nghiêng rồi. Băng làm đâu vậy nè. Giãn lắm nè ha. Coi chừng cái mặt đó. Với ông bà có quyền tổ anh em đi qua bển làm ăn thuận lợi cái trong công việc cả nhà ơi. Nhẹ xịu mà bắt nhỏ đây gì vậy thấy. Được. Bỏ đường nhóm nhóc cái thôi. Em xuống không? Xuống không bỏ nhà. Bỏ hàng chục cái ổi với nhóc. Về đá trước. Ở trong đó đầy thùng rồi. Mén lên trên đó trời. Rồi, lên đường. Rồi đi cả nhà ơi. Bây giờ anh em cũng đi tới chỗ rồi cả nhà ơi. Tới về cái điểm cũ một năm về trước nha cả nhà. Chiếc này có anh Mở, chào anh Mở nha. Hello. Chào anh Tiến. Chào hello. Anh Thanh. Chở về cái chòi túp lều lý tưởng của anh em nha cả nhà ơi. Cái máy xới mình giờ đang ấy. Lúa thì ở đây thì nó cũng đang xạ rồi cả nhà ơi. Đó, bây giờ anh em mình đi kiếm cái gì nè, làm cái gì nè. Bây giờ á bắt xuống bắt cá lồng tông lên kho nóng nồi cơm. Bây giờ cá lồng tông dân lưới cá lồng tông dưới kiếm cái gì là lên mình làm bữa cơm ăn phải không? Đúng rồi. Tông đắng khèo con ăn nhân kìa. Giờ vậy thì mình ai nấu cơm nấu cơm, ai đi dân lưới rồi dân lưới. Cái quá quá của anh Hòa là còn để cái máy xới này nè, đường nhớt cái chảy này nè. Ừ, máy xới giờ đang đi. Tốt anh tạo khoanh đàng hoàng nha, quy tích nha, không bậy nha. Cái gì á? Trời ơi, cũng có quýnh được cái gì đâu mà đi tặng chi cho. Nó biết quýnh đi ra đâu mà chạy kìa. Tao ra hả cha? Tao lao cái kìa. Anh ở trên Bình Dương thì cũng đi làm cơ bán rồi cả nhà. Nói chung thì... Rồi dặn vô.
Thằng Hợp á, nó cũng có mời anh em mình đi lại nhà nó đó chơi đó ngang anh Tiến rồi. Nó kêu chiều không ấy gì đáng ngủ gì đó tùy mấy anh quyết định. Có anh em nào đam mê pizza thì cứ liên hệ với anh Thanh nha, anh Thanh làm cơ. Trời ơi là trời, thôi đi dẹp phải cái vụ này để có biết quýnh đâu mà để dành. Kiếm cái cây đó về để dành quýnh vợ hay gì đó chứ. Chứ vậy quá, đừng bẻ nha, bẻ đâm cây chết. Thôi giờ anh em sạn đầu nha, sạn đầu cả nhà, giờ anh em mình qua đây. Không có đi cứ anh Tiến là tránh chứ chạy thẳng xuống đây, tụi em chạy thẳng qua đây luôn à. Giờ mình đi kiếm cái gì mà nấu cơm ăn đây, giờ tính sau. Mình chiến nha. Uống tay được anh. Không tổng nhiều. Cái lồng tông nhiều lên trên cả nhà ơi. Ủa ba Tùng nó không có xe chở đi hả? Dạ anh ba không có xe à, không đủ xe thôi cho anh ba ở nhà luôn. Thôi thôi, dữ lắm mà. Nó nheo cậu, anh Tính ơi. Bây giờ mình qua đây mình khai trương cái vụ chưa chơi dính được kìa. Có lồng tông trước đi nghe cả nhà. Nheo con ở trên nè, thấy ham không có nhà. Qua đợt này ngay cái mùa lúa sẽ sẵn có miếng xạ mới gọi miếng chưa xạ cả nhà đông rồi nè, cả nhà cũng nhớ là quen thuộc ha cả nhà. Vũ anh kìa, chưa chơi nó dính thôi hết trơn rồi. Ơi cái gì bự đến tính, mò tính chú cho nó đó. Cái vô phi gì vậy? Cái chân đạp lưới nha. Ở đây con anh ta anh Thanh anh nó chỗ lên tìm nó anh Thanh. Cái chân đạp lưới nha anh Thanh ơi. Ừ cho nó đó, ừ. Xích vô trong vô phi kìa. Không thấy ta. Mò nhẹ nhẹ trên dưới đất á. Ngay cái tay bên tay phải á. Vô đồng mình kiếm sống rồi. Rồi ở đại đấy anh coi chừng lúc ở đại hồi bắt xong. Trời ơi cơ cạc kệ cạnh tính chú đâu, nó cạnh tính cho tôi mò đi, tính 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 cho tôi mò đi. Anh đi trước anh chọi chọi là có quậy trước á. Trước á. Chạy lên hả? Trời ơi. Ừ. Kéo kéo vô anh ơi. Thấy đây nè. Đó hả? Còn ông bổ luôn đi không anh? Con gì anh Thành? Con ếch, ếch đâu rồi? Hết hả? Ôi. Đại trai à. Nhét nhét cái lấy cái gì nhét cái hôm đó lại. Cái hôm trước anh mở nè, anh mở. Ngồi nhét, ừ nhét cái hôm đó lại anh mở. Kiếm cỏ cái mùi nhét luôn. Luôn á mới. Ở đây dễ, ở đây dễ sống quá nhỉ. Được con ếch luôn cả. Đúng hả? Quá đầy luôn rồi. Chị ăn nhóc trơn nè. Muốn nuôi bị mập nè. Nó nhỏ. Dính quá rồi, dính rồi, dính rồi. Rung lưới rồi, rung lưới rồi. Dữ lắm dính. Rung lưới rồi. Cái này rồi luộc còn gì của anh Tiến. Xin chép hả? Xin chép. Ngô Mà Dương trước đó nha. Ngô Mà Dương đó. Này cả nhà mới đây mà nhồi chân nè cả nhà thấy không? Cái ông tổng nó dính đó.
chấm 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 vậy. Ngồi lên lại đắng đủ là anh Tính ơi. Tính. Tại đắng mình đuổi lại á. Tại đắng á. Nhiều thì nhiều thì đủ sống rồi. Có ăn rồi, có ăn rồi. Nhiều thì đủ sống rồi. Giờ ốc anh nữa rồi, lập nữa rồi. Hay quá hả? Trời ơi trời đá. Chết đó. Đâm đó. Quăng ra đường này đừng quăng giúp. Ừ. Anh đỡ anh là quăng nãy hả? Đợt đó anh Minh cũng vụ cái vô khuy mà đá đá đó. Lấy cái nút kim. Không dịch. Không dịch, không dịch. Không dịch. Hay trời. Bò chính không dịch luôn trời. Đi phi gà anh Bùi ơi, anh Tiến ơi. Bây giờ bắt cá vô huy bên đây nhỏ nhỏ bên kia kìa. Mấy em. Nèn buổi sáng nha cả nhà ơi. Bữa nay ăn cá nhỏ đây, mai mốt ăn cá bự. Thôi thôi, xe chỗ này trơn rồi. Quá trời cuốn đi cuốn cuốn đại lên tính. Đại ngồi mình vũ dễ không? Ừ. Đang ăn làm không có gì. Ừ, cứ gom đại đại vô. Quá trời nó dính. Ôi. Cao tông bành bành vô. Ôi. Ít lưới luôn á. Ôi. Vô mảnh rồi. Sao con? Có sức mang à, mới là lạ. Ăn hết nè. Ở đâu? Ơi. Lại đi. Tông dính nhiều quá trời cả nhà ơi. Ở đây anh em mình làm bữa cơm ăn đi nghe và tính sau nha. Đúng rồi luôn, chạy nhà luôn. Giờ không lấy nữa. Chắc này đi kêu hơi hơi. Tôi đang quay clip mà điện hoài vậy. Đó, bị mẹ mà cho cái điện. Đó, sao đang quay. Khúc này dính lại gai không anh? Lo mà là gỡ chứ lo ăn gì lo mà lặn hết. Anh mò gì hả? Mò chém chép. Chém nó có cho nó khó không anh? Nó dính lên con vô đó. Nó, trời ơi, xe diện chân kìa. Quay quay nó cái anh Tính. Cái khúc đầu này thôi là đủ ăn rồi đó anh. Lâm nó dính khúc đầu này. Cái dầm nữa kìa trời. Rồi sức rồi. Trời ơi, nó xe vườn luôn nha. Xe vườn chân nè cả nhà. Đừng nói tới nữa. Đứng bàn nữa. Đứng bàn nữa. Nay nay văng với hai tay nè. Trời văng lưới ngặt trời. Là dân lưới ngạc anh Tiến. Thôi lên Vũ làm đi. Sức ra. Trời nè. Người nào dân cái đấy gỡ. Chim chép cả nhà. Ờ, bự không nè. Này mò có lúc á. Ú ru. Uống nung uống đây. Đưa cái thao anh Tiến. Cái đó chắc đóng rồi. Thằng nóng cái này. Nhả nhả nhả.
mà vũ đi con đầu đây tao mang rồi chứ. Hai người mới được. Che kìa, để nó vô. Cá tông bành bành không? Rồi cho cả nhà xem chút xíu rồi em cũng ngừng máy em làm với anh em đặng tranh thủ bữa cơm ăn ngay cả nhà. Chút xíu còn bao nhiêu cá đây cả nhà ơi. Ở đây thì nước hơi nó hơi cực chút xíu anh em ơi. Trời ơi sống đây đến ngày mai về 15 thùng này chứ nhiêu tiêu tắm thân hạng thùng thùng đó nè. Trời ơi tát chỗ này ba lúa nó mừng biết chưa nó. Nó khô. Thôi giờ mình vô mình kho lạc hay sao anh Tiến? Kho lạc ăn đại đi ha. Kho lạc có tiêu gì đó quốc đại đi. Kho lạc đi. Kho lạc với cá chô phi rồi cắt cá chô phi nhỏ trước kho trước đi. Đường ba làm nồi cơm xong rồi. Làm chén muối lên anh Thanh. Mở. À. Dẹm lên lại nướng làm thử coi. Trời ơi. Mời cả nhà, trời ơi, ngon quá. Thôi để bụng ăn cơm. Ngon. Không à. Nó là công ty thuốc cá trùng miền Nam á. Thanh á, không à. Ờ, nè, làm coi nè. Là con bự đi, nóng quá. Quá trời gió. Thuốc sát trùng miền Nam phải không? Phải có tí hoa muối. Đúng không? Đúng không? Mới kêu rồi. Bảy. Có trình mới ngon. Có bút được sâu không? Anh. Anh giải quyết em đi cái này ra. Đâu. Dừng cái này lại ra. Dứt. Con này con gì mà nó mập ú nè. Còn nó bóp con này bóp bóp miếng nữa bóp bóp chen chen bóp bóp nhìn bọc nha rồi để tụi em phục vụ cho mấy anh đầu bếp nấu nướng cho con làm nha chắc hơi con luôn đó nhớ con cao su không chưa rồi để em phục vụ cho đầu bếp nha đầu bếp ơi bọc qua cái cua rồi rồi để cho ông ta cứ đầu bếp cứ ngồi hết sức bình tĩnh. Đừng manh động. Quá trời gió. Đừng manh động. Kéo đít tụi lên đi, ló cù, ló đít. Tụi quá. Mấy anh này làm quá. Không dám bấm mắt. Em đang bấm mà, anh đang quay trực tiếp luôn mà. Rồi có gì đâu, ló khu ló đít bình thường mà. Úc Thanh nó đưa đít hoài vậy. Làm cái gì mà bốn năm âm gụm gụm chỗ đó chạy. Núp lùm. Nếp lụm. Bếp gà không lên. Yếu gà ha. Nó gió mạnh quá rồi, yếu lửa. Giờ anh em che lại cả nhà ơi. Yếu lửa à. Phương Đồng gió nội dữ quá. Nó giống giống cục lại ngồi đó, nãy là đó. Con bự đó chính đó anh Tiến. Con bự hả họng đó chính đó, làm thử con coi bên đây nè. Ừ này hả? Con, bên đây nè con đó nó ấy con đó nó còn ừ con đó đó nó mới ngon nó chân bồng luôn ha chân tư mày bộ bên tí rồi con đưa vô chén nước mắm mấy cài quất cái cài cả nhà nha. Bữa nay anh em ăn cơm xong rồi bánh kiếm mới cá lục kiến ăn cả nhà ơi không giờ thèm dữ lắm mà thèm mày lâu quá hả? Ừ dữ lắm lâu rồi. Xong. Gà má anh ơi. Nãy giờ nó cứ ngắt à chứ nó gà rồi nè. Thắng đường á cả nhà, thắng đường nãy giờ nó không có cháy nó ấy là nó cứ ngắt rồi giờ gà rồi. Đường lửa nó gà. Nó uống bia ra, nó để tự nhiên đi mà cứ rồi từ từ ra cho mấy ông muốn ra ra liền như vậy. Tự nóng lên nó mới ra chứ nãy lạnh giờ không ra được. Nó gà đó. Bắt đầu bốc khói lên nghe mùi. Nóng lại gà. Tăng rồi đó anh Thanh ơi. Gà. Tăng Thanh. Vô nóng nóng hồi ra. Thôi. Trước sau thì cũng thành công. Gà này cả nhà ơi.
Chưa cả nhà ơi, cả nhà có ai chưa từng trải nghiệm vậy thì cứ alo cho Tú nha. Tú sẽ dắt đi cả nhà đi trải nghiệm vậy nha cả nhà ơi. Mình cây nhà lá vườn, mình đi săn bắt, mình vô đồng, mình có cái gì thì mình làm cái nấy. Có con gì mình ăn con nấy. Nếu mà ai có chịu cực chịu khổ như anh em thì cứ alo cho Tú. Cả nhà có biết số điện thoại em không? Số điện thoại của em là 0765 936373. Cứ liên lạc với em. Ra hết hả vậy? Trời ơi, ngon. Dẹp dẹp cái nhà. Rồi cơm chín chưa chứ mà? Trên sống rồi ăn sống. Con nữa coi. Sao giữ trên tích? Cái gì cũng phải ăn cặp. Vớ này ngang chút xíu mang nha. Chút xíu ai mang vớ, ai lội xong mang vớ nha. Anh Thanh. Chút lội xong mang vớ luôn nha. Anh không biết lội đâu. Không, không biết lội. Cặp mé trời, ốc. Ốc quắn dữ lắm, ốc quắn. Trời chết chóc gì đâu, phải có nghĩa. Con, phải có. Ba như đây ngờ bỏ chết. Vợ chính có cái rồi. Vợ đè đầu dìm luôn. Đầu đè đầu dìm luôn. Ừ. Ông Phan. Dạ. Vợ chắn tương thì mập gọn nhà cha luôn. Đè đầu dìm luôn chứ đâu có cứu. Có nghĩa nghĩa tập lội được. Có nghĩa nó qua luôn à. Nghĩa vô thi anh ơi. Bự nguyên nồi đó xuống anh mở ơi. Nồi chén mình á. Múc nguyên nồi luôn vậy. Cháo vậy. Múc mời cả nhà ăn cơm với anh em nha. Thì thôi. Có gì mình ghé đến đây thì mình có cái gì thì mình dùng cái nấy cả nhà ơi. Thì nói chung là cũng ở cái chòi này thì quá người ta ở giữa đồng, người ta để che nắng che mưa những người ta đi dặm lúa rồi đó. Với máy móc là người ta để trong này nè cả nhà. Nó hơi đổ nhớt máy rồi nó chảy ra nó cũng hơi ấy bề bộn, cả nhà cũng thông cảm cho mình nghe với anh em nha. Anh vô ngồi đi. Rồi, mời đi Tú. Này quay cũng cả năm trời mới trở lại. Thôi tới năm đâu. Thôi quá. Ủa hay không? Thơm với lại cái đống này. Bà cậu đâu. Bà cậu ngồi lên mãi tay chặt ai đây viện cơm mua hồ đậu mạnh em mạnh tay quá chị nào. Thôi làm cho thuận lợi trong công việc cả nhà ơi. Ở nhà anh con. Anh em cá lồng tông kho xả ớt cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm cả nhà ơi. Cơm. Khó lát. Làm mấy người chục chén đây. Dạ. Ăn bữa cơm này là anh em quánh tới chiều rồi cả nhà. Con cơm thì anh em nghỉ mệt. Mời anh em mời cả nhà nha. Mời. Lồng tông kho. Xá tội đi qua đi dọc đường quán xá quá trời không chịu ghé ăn. Giờ ăn cá lồng tông. Nhịn luôn nha, không có ăn nha. Nhịn nha. Đừng ăn nha, đừng ăn nha. Tụi em muốn nhịn luôn lâu ghé nào đâu. Quán xá dọc đường quá trời đó không chịu ghé ăn. Nhịn giờ đi ăn. Không ghé đâu luôn á. Nhịn ngon. Bảo cái đợi ba quốc kẹt cái qua tới đây luôn. Nước ngọt nè. Không có thà là đi lẹ hơn nữa. Bên nhà qua đây rồi. Rồi anh đưa cái vỗ rau qua đây luôn đi anh tích rồi dễ ăn hả? Sao mấy 70 cây vậy nè. Mời cả nhà ăn bữa cơm trong đồng với anh em cả nhà. Quá ngon quá. Chạy được 1,5 vậy hả? Mày qua đỏ luôn á. Đồng bên đây lúa cũng mới xạ 3-4 ngày cả nhà. Ở sau lưng là lúa. Xả cũng 3-4 ngày lên bớt măng hết. Kêu ta quá rồi. Sao dễ nổi. Sáng. Tú ác nó đưa cái chặt lên mời Thanh. Thanh em với Thanh buồn.
Ở giữa đồng gió quá trời gió. Bà xã nhà cá lồng tông bà xã ơi. Nấu nướng lâu lắm. Quá đã. Cánh tường một bậc. Bây giờ chở chuyển xuống chơi. Ui, không nổi. Mình đi đây. Qua đủ rồi, bây giờ bà đã đi chứ bám đi chứ. Đi rồi cá đi luôn à. Để nó coi như vậy. Bà bị cái ấy cột sống con học ngồi xe đem đi phải dạ, xe hơi được. Đây nó đi cho mấy cài chứ xe hơi tao đi. Đây giờ thấy đâu đấy. Đây cho mấy cài á. Không đi xe hơi tới ấy rồi cái bắt đầu tự trong đó mình mới đi. Đi tới tăng chính được mà. Theo lịch đi tới tăng chính được. Gửi veo đó. Cho con chén đi ba. Còn quá. Nãy giờ chắc là mình lập lễ nhất đó đúng không? Anh mới chế à? Chế chưa hết. Chế chén không? Ngon luôn. Quá ngon luôn á anh ơi. Nhìn tấu tự đỡ giờ đi ăn luôn, đâu dám đi đường ăn đỡ tốn mấy chục ngàn. Chi gì trời. Mấy chục ngàn cũng đâu có cá lồng tông ăn đâu. Không có, không có, không có. Từ xanh luôn nè. Từ xanh căn từ 11. Ngay rồi luôn nè. Em bạn vô tiếng rồi, nói tiếng rồi thẳng về đây giờ anh em vô cổng thẳng rồi đó bắt cá lên nướng ăn luôn à. Sáng đủ ăn sáng luôn, đâu ăn đâu. Dễ gì vậy? Đâu ăn đâu. Kim lên đi. Ngốc đó. Mất tiền vô mặt tiền luôn. Ừ. Thành mất tiền nên có mặt tiền. Có điều chúng chó không đúng. Ngon quá, mát ha. Đó mát. Trời đâu cũng chim kêu. Tính ra cũng gần cả năm ha anh đấy. Năm rồi đó. 30/4. Năm rồi đó. 30/4. Đâu đợt mà đầu đầu tiên qua đây đó cả năm rồi chứ. Anh á, anh thì cả năm rồi nhưng mà em về đây cũng tính mấy 60 tháng. Anh chưa về đây lần nào. 30/4 mà tính ra đây nhiêu? 30/4 giờ đi. Có về qua đây nè. Chưa qua. Không, bên đây là chưa. Chưa. Lần đầu tiên nhưng lần cuối cùng sợ quá đó. Có sợ không? Ai? Còn đôi chén nó coi dùm anh. Cái đợt mà có thấy có một cụ đèn đó phải không? Có một cụ đèn đó, nó qua nữa đó. Dạ. Cái rổ cá này nè, đúng rồi, rổ cá này là dám năm chưa ta? Năm hả? Dám năm hả? Lúc đó tiếng rửa ốc á, nguyên một thao ốc á. Rửa ốc. Cái bạch đó. Quay mỏm ha. Dạ. Có cái mấy cái động nè, bỏ ốc cái động nè. Bao á? Anh em cũng quay cái clip đầu tiên đi cho cả nhà xem biết anh em đi qua bên đây bắt cá bự cả nhà thì em cũng quay cũng gom gọn lại thôi. Mới mở hàng mở đầu là mình ăn cá nhỏ đi thì anh em sẽ ăn xong bữa cơm này anh em sẽ đi săn bắt cá bự ngay cả nhà. Thôi em cũng xin tạm kết thúc clip này đây. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Cả nhà nhớ đón xem và theo dõi những tập tiếp theo anh em sẽ diễn biến như thế nào ở bên đồng Tăng Công Xính này nghe cả nhà. Nói gì khóc luôn. Không muốn bệnh thêm dài. Thôi hẹn cả nhà gặp lại clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà.